Ở thời điểm hiện tại chúng ta nên mua một cái vị tướng xạ thủ nào đây ạ? Ngay từ đầu game team bạn đánh gắt quá dở ta. Thì ngày hôm nay ôi sao tự nhiên team bạn lại có cái tình huống lao vào đánh nhau. Ui là trời thế này. Ui dồi ôi, lại còn trừng phạt đến từ ông nào đây? Trừng phạt đến từ ông nào mà cái cầm trừng phạt có một cái tình huống gọi là dã man con ngan thế kia. Đây, mọi sẽ demo cho anh em xem nha. Mỡ đoán chắc rằng là cái anh chàng khu phai anh ta sẽ đi qua đây, anh ta lừng lững di chuyển qua và mỡ sẽ dùng chiêu 1 trừng phạt anh ta trước này, và sau đó là tam liên trả. Wow, lượng sát thương là quá kinh khủng. Rồi mỡ đang thấy giao tranh ở phía trong phần bùa tím của team bạn và đang truy kích vào vị trí của cơ linh, đó chính là khu pha. Nhưng ở đây để mỡ hạ gục Franco cái đá, ui dồi ôi, chặt Franco như chặt bùn anh em ạ. Và vì bên này mỡ thấy có đó là khu pha này này, một chặt này, hai chặt này, đấy, ba chặt này, bốn chặt này. Và với việc có khá nhiều cái giảm thời gian hồi chiêu thì bây giờ với xe trang bị này mỡ chẳng ngán một ai cả. Ở đây là khu pha một tam liên chạm lên bảng điểm số. Project Storm activated. Ayo, what's up, xin chào anh em quay trở lại với Thế Giới Mobile Legends ở channel của Top Mỡ. Và nhân dịp gọi là đọc comment của anh em khá là nhiều, anh em có hỏi Mỡ rằng là anh Mỡ ơi, ở thời điểm hiện tại chúng ta nên mua một cái vị tướng xạ thủ nào đây ạ? Ngay từ đầu game team bạn đánh gắt quá dở ta. Thì ngày hôm nay, ôi sao tự nhiên team bạn lại có cái tình huống lao vào đánh nhau, ui là trời thế này, ui dồi ôi, lại còn trừng phạt đến từ ông nào đấy? Trừng phạt đến từ ông nào mà cái cầm trừng phạt có một cái tình huống gọi là dã man con ngan thế kia? Nhưng mày của anh em ạ, mỡ tỉnh táo trừng phạt là hợp lý. Và sau ngay từ giai đoạn đầu game chưa kịp giới thiệu về chất tướng cũng như lối chơi mà team bạn đã tập trung một cách gọi là rất đông các thành viên ở đường giữa với bốn ông này, ui dồi ôi, hai con tanh khu pha Franco, một con đam phép Eudora lại thêm một thằng Gilson nữa thì kia rồi. Ôi thôi, chúng ta lúc này nó tâm phải tịnh, đầu nó phải lạnh, đi farm chờ có được cái level 4 tam liên trảm anh em ơi. Và yes, đây là cái vị tướng của rồi, anh em ơi về đi anh em ơi, team bạn nó đánh gắt quá à anh em ơi, về đi cậu ơi. Đồ thôi không sao, một đổi một là được rồi, có chiến công đầu là ok rồi, đổi hai ông tanh là như vậy là được rồi, chờ tí cho level 4 tôi quay lại ngay liền à. Thì đây là cái vị tướng Saber, một trong những cái vị tướng sát thủ đời đầu trong cái tựa game Mobile Legends của chúng ta. Thì đã nửa năm rồi mỡ không làm về video clip về cái vị tướng này, gần nửa năm anh em ạ. Bên cạnh đó thì khi mà lướt qua lướt lại lướt trái lướt phải thì ở thời điểm hiện tại chúng ta đang thấy được những cái sự comeback của những cái skin legend về cơ bản là tương đối đẹp. Mà Saber anh ta cũng có một cái skin legend với cái bí danh là Bão Tố, cũng khá là cool ngầu anh em ạ. Cho nên là mỡ làm lại video clip để cho anh em trải nghiệm ngay thôi. Và ở đây này, đây chính là lý do mỡ làm lại Saber anh em nhìn này. Trừng phạt đó là cái viêm mụa và sau đó là tam liên trảm sát thương là cực kỳ thốn. Và có một cái điều này nha, khi mà mỡ làm video clip này là thực sự phải chia sẻ thật với anh em rằng là mỡ chưa có thử nghiệm đâu, nhưng mỡ cảm nhận được anh em ạ, đó là cái con Saber này nó cực kỳ phù hợp với cái trừng phạt viêm mụa. Anh em hiểu, anh em biết cái trừng phạt viêm mụa là gì không ạ? Trừng phạt viêm mụa là một cái trừng phạt mà cách đây vài tháng, nếu như mà anh em xem video clip của mỡ ấy, thì mỡ có thể khẳng định với anh em là nó hoàn toàn vô dụng. Nhưng mỡ nghĩ rằng có lẽ nó vô dụng một phần là bởi vì những cái trừng phạt khác nó quá là nổi bật. Cái trừng phạt huyết tế, trừng phạt tím anh em nó quá là nổi bật. Nhưng cái trừng phạt viêm hỏa bây giờ này này, nó mỡ đâu đấy cảm giác là cái trừng phạt viêm hỏa này nó đang khá là ổn. Anh em nhìn cái lượng sát thương đến từ cái trừng phạt viêm hỏa nha. À không, tình huống này là không cần. Đó là một cái pha tam liên trảm đủ đam để có thể dồn sát thương hạ cũng đi được cái vị tướng ở đây là cái vị tướng Eudora. Thì cách đây vài tháng ấy, khi mà cái trừng phạt huyết tế, tức là cái trừng phạt tím ấy, nó chưa thay đổi cơ chế, nó đốt máu là rất nhiều, thì mỡ nghĩ rằng trừng phạt huyết tế nó vẫn đang là một cái trừng phạt nó dễ chơi dành cho những cái người mới tiếp cận đến tựa game Mobile Legends này. Tuy nhiên khi mà cái trừng phạt huyết tế nó đã được sửa chỉ dành cho những cái vị tướng tanker, những cái vị tướng nhiều máu ấy,
thì bây giờ lại lòi ra cái trừng phạt viêm hỏa này. Cái trừng phạt viêm hỏa này nó rất là hay nhá. Nó vừa là một cái món đồ, một cái phép hỗ trợ trừng phạt cực kỳ hữu dụng cho những cái vị tướng mà có đam to ở giai đoạn đầu game kiểu như Saber. Và nó hữu dụng như thế nào thì anh em có thể chuẩn bị nhìn cái tình huống gọi là tham gia giao tranh ở đây. Ui, mỡ thấy team bạn gọi là giao tranh xong họ rút ra là rất nhanh. Và mỡ sẽ đang tìm cái khóc khác để mà có thể lao vào giao tranh với các chất tướng của bên team bạn. Anh em có thể nhìn thấy, ui, team bạn như thế này không phải dạng vừa đâu anh em ạ. Bởi vì chất tướng của team bạn là rất khỏe. Nhưng ở đây lại một lần nữa mỡ nhầm vào đó là Eudora Tam liên chạm được kích hoạt. Mỡ trừng phạt lên đó là Saber và một chết. Saber quỳ xuống, à đâu, đấy là cái vị tướng Gilgen, anh ta quỳ xuống ngay lập tức mà không hiểu cái lý do tại sao. Thì bây giờ mỡ cảm giác rằng là cái trừng phạt viêm hỏa này nó đang rất là lợi. Thứ nhất ý, là nó cướp đam của kẻ địch và bổ sung vào đam cho chúng ta. Vì thế nên khi mà chúng ta trừng phạt viêm hỏa lên kẻ địch thì sức tấn công của cái vị tướng mà chúng ta đang cầm cái trừng phạt viêm hỏa này này nó sẽ gia tăng lên trong cái khoảng thời gian ngắn và gia tăng lên cái con số theo điểm rất là ok lạ. Anh em hiểu không ạ? Và cái thứ hai, khi mà anh em dùng cái trừng phạt viêm hỏa là như vậy thì ở đây mỡ đang thấy có đó là cái vị tướng Franco. Anh ta núp trong bụi, anh ta quên mất rằng mỡ đã thấy được cái tầm nhìn khi mà anh ta di chuyển trong bụi. Và rất đơn giản, đó là cái tình huống combo mốc mực đến từ vị trí của Saber mang về cái bản thứ tư của mỡ trong trận đấu này. Thì có một cái điều nữa mỡ muốn chia sẻ với anh em là cái trừng phạt viêm hỏa này này, nó cướp đi cái đam, cướp đi lượng sát thương đến từ kẻ địch. Thì điều đó làm cho mỡ cảm nhận được rằng là cái lượng sát thương mà kẻ địch họ gây ra khi mà đang bị dính phải cái hiệu ứng đến từ cái trừng phạt viêm hỏa này nó ít đi là rất nhiều, cho nên chúng ta hoàn toàn có thể có được tự tin đây là một cái món đồ, một cái phép bổ trợ gọi là nửa công nửa thủ anh em ạ. Nghe chừng nó rất là xịn sò luôn. Và những gì mà mỡ đang trải nghiệm từ đầu trận đấu đến giờ thì có vẻ như là nó đang cho thấy được một cái điều mà mỡ có chia sẻ với anh em. Nó là chuẩn xác anh em ạ, nó là chuẩn xác. Ok, và đường dưới mỡ đang thấy team bạn đang tập trung khá đông các thành viên ở đây. Có đó là cái vị tướng Mia. Mỡ trừng phạt viêm hỏa lên Mia và combo. Chúng ta có thể thấy được rằng cái sát thương đến từ tam liên chạm này là rất thấm. Và ở thời điểm level 8 này thì mỡ không biết là bây giờ là chúng ta đang cướp được bao nhiêu cái sức tấn công của mục tiêu. Nhưng tối đa với cái trừng phạt viêm hỏa này chúng ta có thể cướp được đến 80 sức tấn công, tương đương với gần một cái lượng đam của một cái món trang bị kiểu như là cái lưỡi hái thợ săn hay lưỡi liềm thợ săn. Bởi vì anh em cứ thử chuyển sang cái set đồ mà anh em xem đi, cái trang bị lưỡi hái thợ săn nó chỉ có 80 sức mạnh vật lý thôi, mà cái trừng phạt viêm hỏa này nó cướp luôn của kẻ địch một khi mà anh em lên mắc được đó là cái level của cái trừng phạt này này là 80 sức tấn công, thì giống như là anh em có được thêm một cái món đồ công nữa rồi anh em ạ. Cho nên cái trừng phạt viêm hỏa này cá nhân mỡ cho rằng đang rất là ngon luôn. Nó sẽ giúp cho anh em free một cái món đồ công kiểu như là cái lưỡi liềm thợ săn anh em ơi. Và đây, dinh dập con cá mập là thành công mà mỡ hạ cũng đi được. Đó là cái vị tướng Mia ở trong cái tình huống vừa xong mà mang về, đó là cái mạng thứ 6 ở trong trận đấu này. Đấy, ví dụ như bây giờ cái gương tuyệt vọng của chúng ta tăng 160 sức mạnh vật lý đúng không? Nhưng mà mỡ nghĩ rằng là những cái món trang bị khác nó chỉ tăng bình thường có khoảng 160-170-70 đam thôi. Đấy, thì bây giờ cái trừng phạt viêm hỏa khi mà anh em farm đến gần là max level thì anh em được free một cái món trang bị công khoảng chừng đâu đấy nó rơi vào độ tầm đông cái lưỡi liềm thợ săn rồi, được 80 sức mạnh vật lý là quá ngon đúng không ạ? Đấy là cái điều mà mỡ muốn chia sẻ với anh em là cái con Saber này với những cái vị tướng dồn sát thương vật lý mà cầm trừng phạt viêm hỏa thời điểm hiện tại nó đang khá là ngon. Không tin anh em có thể vào game để mà trải nghiệm một cái trận đấu mà cầm trừng phạt viêm hỏa lên những vị tướng sốc đam. Đây, mỡ sẽ demo cho anh em xem nha. Mỡ đoán chắc rằng là cái anh chàng Khufra anh ta sẽ đi qua đây, anh ta lừng lững di chuyển qua và mỡ sẽ dùng chiêu 1 trừng phạt anh ta trước này và sau đó là tam liên chạm. Wow, lượng sát thương là quá kinh khủng. Nhưng ôi may quá, tay của Gilgen anh ta hơi chậm cho nên anh ta không bấu víu lại được mỡ trong cái tình huống này và mỡ đã kịp lùi về, hay nói chính xác hơn là mỡ khá là liều trong cái tình huống vừa xong. Nhưng rất may mắn kèm theo đó là tinh tế một cái tình huống liều là hợp lý để mà có được trong mạng của Khufra. Đấy, anh em thấy không ạ? Thì mỡ nghĩ rằng khi mà anh em đối đầu với một cái đội hình mà team bạn ép giao tranh sớm với cả yêu thích những cái tình huống giao tranh tổng ở giai đoạn đầu game kiểu như là với Franco, Khufra, Eudora, Gilgen đấu các thứ các kiểu ấy, thì anh em nên lên những cái món đồ công và những cái món đồ theo kiểu gọi là súng nộ năng từ sớm, bởi vì team bạn có hai tanh cường mà anh em. Tiếp đến là chúng ta sẽ cầm những cái món trang bị kiểu như là cái gươm thất hải và những cái món trang bị bổ trợ.
thì nó sẽ khả thi và nó sẽ thực tế hơn. Thì cái này là mỡ đang thấy team bạn đang vào giao tranh ở đây, mỡ không ngại ngần lao vào khu Fra, trừng phạt lên đó là Gilson và một chặt double kill đến từ vị trí của mỡ luôn. Team bạn đang tan rã trong cái tình huống này, mỡ nhồng vào nhưng sát thương đến từ lợi kiếm bay suýt chút nữa là có thể đủ để mà có thể tiễn đó là cái vị tướng Franco lên bảng điểm số rồi. Nhưng trụ bắn mỡ quá đau, lượng máu của mỡ không cho phép mỡ đứng lâu ở trong trụ đến là như vậy, cho nên mỡ đã quyết định lùi về trong tình huống xong. Và bây giờ đây là một cái con Saber ở phút thứ 8 với 9 mạng gục, chưa phải nằm xuống một mạng nào cả, và đang cho anh em thấy được rằng là cái trừng phạt viêm hỏa này nó đang khá là ok la, đúng không anh em? Suy cho cùng ý, thì mỡ nghĩ rằng cũng phải có sự tác động đến từ Muntun, bởi vì rõ ràng khi mà được cái thời điểm được cho ra mắt ý, cái trừng phạt viêm hỏa này là gần như là không có nhiều người sử dụng, người ta toàn trưng dùng trừng phạt huyết tế là. Nhưng Muntun họ chỉ cần chỉnh sửa một chút xíu đến từ trừng phạt huyết tế, thì trừng phạt viêm hỏa thời điểm hiện tại của mỡ đang được đánh giá là nó ổn dành cho những cái vị tướng sát thủ gây sát thương vật lý sốc đam là rất nhiều. Rồi mỡ đang thấy giao tranh ở phía trong phần bùa tím của team bạn và đang truy kích vào vị trí của Kling, đó chính là khu Fra. Nhưng ở đây để mỡ hạ gục Franco cái đá, u rồi ôi, chặt Franco như chặt bùn anh em ạ. Và phía bên này mỡ thấy có đó là khu Fra này này, một chặt này, hai chặt này, ba chặt này, bốn chặt này, mạng thứ 11 của mỡ luôn, ui bị làm choáng đến từ đó là Utora. Nhưng không ăn thua, và team của mỡ trong tình huống này đang có một cái tình huống phản đòn, đang có một tình huống phản công. Khi mà Basia anh ta đang lần lượt lên, anh ta bật cái chiêu cuối của anh ta và cả cái phản kích luôn, anh ta đánh rất hổ báo. Anh ta muốn giữ lại Utora, tuy nhiên là di chuyển lên hơi sâu, và ở đây Vale bị chiêu cuối đến từ vị trí của khu của Franco khống chế. Anh ta đã phải lên bảng điểm số, nhưng Franco thì cũng chung một cái kết cục khi các thành viên còn lại của team mỡ cũng đã kịp di chuyển lên, và mỡ cũng đã có được cho mình đó là cái mạng hỗ trợ thứ 6 ở trong cái trận đấu này rồi. KD của con Saber này anh em có thể nhìn thấy đúng không ạ, một cái lối chơi tương đối sinh tồn để mà mang về cho mỡ đó là 11-06, không phải lên bảng điểm số một lần nào cả, tình huống khá nhạy cảm. Mỡ nghe gọi là ngửi thấy mùi thối ở trong bóng tối, cho nên là cái vị tướng Mia cô ta không bắt được mỡ, mặc dù máu của mỡ đang là rất thấp. Và với việc có khá nhiều cái giảm thời gian hồi chiêu thì bây giờ với xe trang bị này mỡ chẳng ngán một ai cả. Ở đây là khu Fra 1-8 liên chạm lên bảng điểm số, mạng thứ 12 của mỡ trong trận đấu này. Và thậm chí là cái anh chàng Gilson, anh ta chớp thời cơ là khá nhanh, nhưng mỡ cũng đã có một cái tình huống gọi là lượm rau gắp thịt và lùi về với cái tốc độ di chuyển là đủ để mà khiến cho thành viên team bạn không thể có một cách nào truy kích được nữa. Team bạn họ cũng từ bỏ cái định ăn đi cho mình đó là cái con lót tím này luôn. Và mỡ với cái lượng máu thấp như thế này thì mỡ sẽ gọi là chắc là mỡ sẽ không về nhà đâu, nhưng mà mỡ sẽ gọi là tiến hành đi farm rừng để lấy cho mình thêm đó là những cái lượng tài nguyên kèm theo đó là khả năng hồi máu. Cái trang bị cuối cùng ở trong cái trận đấu này mỡ nghĩ rằng mỡ sẽ cầm đó là cái khiên thần, đó là cái giáp bất tử. Bởi với cái giáp bất tử này thì mỡ khá là tự tin trong những cái tình huống nhảy vào đến từ cái chiều cuối tao viên trả mà không bị shut down hay bị hạ gục đến từ các thành viên của team bạn, và sau đó chúng ta có thể tiến hành đổi đồ là được anh em nha. Và ở đây là khu Fra lại một lần nữa, anh ta lên bảng điểm số, tiếp đến là Franco. Team bạn mất hết tanker Gilson, anh ta combo Tungu Tala từ lừa và anh ta cũng đi theo hai cái con tanker của bên team anh ta luôn. Mạng thứ 13 của mỡ và đồng thời team bạn đã phải lên bảng lần thứ 26 ở trong cái trận đấu này. Chắc là lót thì mỡ sẽ không ăn đâu, bởi vì lót này nó chỉ là một cái con lót màu tím mà thôi. Team bạn lên bảng 4 thành viên thì tội gì chúng ta không chờ đợi thêm tầm ít giây nữa để mà ăn đi cho mình đó là con lót màu vàng nhằm endgame tại đây. Nhưng liệu rằng có cái lót màu vàng không khi mà ở đây mỡ thấy được vị trí của Utora. Họ đã có được cho mình một cái tình huống Utora phải lên bảng điểm số, mất thêm một thành viên nữa. Đây là cái mạng thứ 28 của cả team mỡ ở trong cái trận đấu này rồi. Và hai đường thì đã toang toắc toạc anh em ạ. Ở đây họ chỉ còn cái trụ đường dưới kèm theo đó là cái nhà chính ở thời điểm phút thứ 12. Đây là một cái khoảng thời gian mà mỡ nghĩ rằng team bạn họ chắc chắn rằng sẽ rất khó để mà có thể lật kèo, nhưng không có gì là không thể anh em ạ. Bởi vì cái con lót màu vàng nó vẫn đang nằm trình hình ở đây, mà trong khi đó thì team mỡ ông tanker thì lại ở đường dưới. Nhưng không sao, mỡ quyết định rằng thời điểm này ăn lót là hợp lý rồi để mà dụ team bạn ra một cái tình huống định lao vào với cái tam liên trạng. Rất may là khu Fra anh à ở đây là Franco anh ta đã đi quá xa, chứ nếu không mỡ vào sâu như thế mỡ lên bảng điểm số anh em ạ. Khu Fra bay vào đó là lót, mỡ đang giữ vị trí ở đây, mỡ cần check máu và trừng phạt là thành công đến từ vị trí của mỡ, lướt qua tường tam liên trạm hạ gục đi được đó là cái vị tướng Mia. Và cái pha xử lý vừa xong là một cái pha xử lý mà có thể nói rằng một con Saber chơi cực kỳ mẫu mực,
cực kỳ khỏe level 15 và cái trừng phạt của mỡ là chắc chắn ăn rất trừng phạt của Guzen level 11 rồi. Như vậy là đến thời điểm hiện tại là mỡ có thể khẳng định với anh em rằng Saber anh ta vẫn là một trong những vị tướng sát thủ chơi được ở meta hiện tại mùa giải thứ 24 rất mạnh, và với cái trừng phạt viêm hỏa anh ta khuẩy tàn nát đuổi team bạn anh em ơi. Trên đây là toàn bộ video clip mà mỡ muốn chia sẻ với anh em về Saber ở mùa giải thứ 24 với cái trừng phạt viêm hỏa, và nếu anh em thấy video clip này của mỡ thú vị thì đừng quên để lại cho mỡ một like lên cái kênh này nha, please.